Nói vui một chút, nhiều khi là mình đi thi á nhưng mà chưa kịp học bài cũng được các thầy cô rất là ưu ái, bởi vì em còn trong cả những cái gọi là ban thư ký của hội sinh viên Đại học Thái Nguyên, của tất cả các trường đại học của Thái Nguyên luôn á. Bởi vì là mình rất là năng động và ước mơ thì ra trường là làm công chức nhà nước ổn định như bao người ạ. Nhưng mà thực sự là đúng là cuộc sống thì lại lại không giống như là ước mơ. Khi mà em ra trường thì cũng được thực tập ở Ủy ban thành phố Thái Nguyên. Và khi mà lấy chồng xong, sinh con xong á, thì sau 2 năm cống hiến cho cái công việc địa chính ở một phường thì em cũng chưa thi được vào công chức và cũng không không xin được làm việc lại nữa. Em thì là nuôi con từ 1 tháng tuổi, và thực ra là nếu mà để một người mẹ nuôi con một mình từ 1 tháng tuổi thì cũng nói là vất vả thì cũng không phải là quá vất về kinh tế, nhưng mà thực sự là về về tâm lý á, thì rất là gánh nặng. Và bản thân em thì luôn luôn là khao khát là thay đổi cuộc sống. Hai mẹ con là ôm nhau ra ở riêng từ lúc con 3 tháng tuổi, thuê phòng trọ. Em bị đuổi ra khỏi mấy cái phòng trọ chị, các anh chị ạ. Bởi vì là trước đây em vừa đi làm, em vừa đảo mắm tép chưng thịt. Và cứ ở cái nhà trọ nào thì chủ nhà sau một vài tháng thôi họ phát hiện ra là mình làm mắm tép để bán ấy, thì họ sợ hỏng nhà và họ lại đuổi. Thì đến cái nhà thứ ba thì chủ nhà rất là tốt, là họ cho em ở nhờ không lấy tiền. Nhưng em cũng có trả tiền thuê nhà là 600 nghìn một tháng. Và đến năm 2016 thì em quyết định là trong tay có 70 triệu và cũng mua một căn nhà tập thể cho hai mẹ con ở. Thì thưa cô chú anh chị, là cái thời điểm mà em quay khi mà nghỉ sinh con xong quay trở lại xin công việc vào làm địa chính hợp đồng tiếp ấy, thì lãnh đạo phường người ta có trả lời là phường bây giờ không đủ kinh phí để thuê cán bộ hợp đồng. Sau đấy thì có chú, một người chú cũng gần như là chú trong nhà thôi ạ, thì chú có nói là xin việc vào ủy ban của thành phố sông Công Thái Nguyên ấy, để làm về cán bộ phòng tài nguyên thì mất 350 triệu, gọi là vào vào làm công chức. Thì em có rất là suy nghĩ và rất tính toán. Thứ nhất là mình không có tiền, thứ hai là gia đình mình cũng không phải giàu có gì cả. Mà nếu mà bỏ ra 350 triệu để vào với thu nhập lúc đó, khi mà năm 2017 rơi vào khoảng 2 triệu 300 nghìn đồng một tháng, thì em tính toán em bảo là không biết bao nhiêu năm thì mình mới có thể gỡ lại được cái 350 triệu này. Thế em quyết định là không không chạy vào nhà nước nữa và xin về doanh nghiệp của trực tiếp của chú để làm luôn ạ. Thì công việc đầu tiên của em không phải là làm kế toán đâu, bởi vì em tốt nghiệp địa chính môi trường anh chị ạ, và học thạc sĩ luôn đấy ạ. Chú cho em vào làm là làm văn thư, chuyên rửa chén, rót nước cho khách, quét dọn phòng sếp, và đặc biệt là photocopy, gửi chuyển phát nhanh. Bởi vì lúc đấy là chị văn thư là chị nghỉ đẻ. Thì em rất là may mắn, đúng cái thời điểm chị nghỉ sinh thì con em 4 tháng là em bắt đầu đi làm. Em làm thì rất chăm chỉ. Trước đấy chị văn thư ở công ty cũ của em ấy, khi mà chị làm thì tất cả các anh chị trên phòng kế toán là 13, 14 người. Làm cái gì là phải tự chạy xuống và tự làm. Nhưng mà khi em đi làm một cái là các anh chị không phải làm cái gì hết. Thế là em rất là chăm chỉ, em làm từ A đến Z luôn ạ. Và cái gì em cũng học hỏi và em tự làm, vì đấy là cái sở thích của em rồi. Sau 4 tháng thì chị đi làm thì em cũng rất là lo lắng là không biết là mình có bị đuổi không. Thì lại có một cái may mắn nữa, đó là lúc đó là công ty của em thì hàng về nhiều quá và các chú ấy rất cần một người để tổng hợp về số liệu. Em thì lại rất là thích các con số, không học về kế toán, thế nhưng mà đặc biệt là thích các con số và làm việc rất cẩn thận, nên là sếp cho xuống kho để làm công việc là tổng hợp hàng xuất ra và nhập vào, đối chiếu với các đầu các công ty bạn. Thì em có nói với chú là chú ơi, chú cho cháu xin phép là lên phòng kế toán ngồi. Thì chú cũng bảo là thích ngồi đâu thì ngồi, miễn là hoàn thành công việc. Thế là từ đấy thì em cũng lên phòng kế toán và trở thành nhân viên kế toán. Sau một thời gian mót được của các anh chị kế toán khá là nhiều, đặc biệt là những cái hợp đồng kinh tế, thì em cũng được trở thành nhân viên kế toán chính thức của phòng và cũng được giao rất là nhiều các trọng trách, đó là
đối chiếu xuất nhập khẩu những cái lô hàng rất là lớn và giao dịch với các công ty, những cái đối tác lớn, trừ hàng xuất nhập khẩu ra. Thế sau đấy thì sau 6 năm, trong 6 năm cống hiến ở công ty thì em lại kiêm thêm một cái mảng, đó là đúng chuyên môn của mình, đó là sếp em đầu tư vào 4 cái dự án khu dân cư và các dự án khu công nghiệp, thì em lại được làm thêm, đó là quản lý về dự án, mảng dự án cho sếp, chuyên chuyên cầm tiền của sếp đi và ngoại giao với các trưởng phó phòng và hoặc là các giám đốc, phó giám đốc của các sở ban ngành của tỉnh Thái Nguyên. Việc của em chỉ có cầm phong bì đi và gặp gỡ thôi ạ. Thì trong 6 năm đó em cũng rất là thích kinh doanh, cứ ngày 8 tiếng đi làm thì tối về lại làm toàn bộ các mặt hàng để bán. Thế cô chú anh chị nhà mình ở đây thì chắc hẳn là sẽ có những người mà kinh doanh ngoài. Thì đầu tiên em cũng chỉ là nhập về bán ở các mặt hàng đồ gia dụng thôi. Thế sau đấy thì em làm thêm cả thị trường mắm tép này, rồi sữa chua túi này, rồi trà sữa trân châu này, chè này, các loại. Các anh chị ăn chè sầu và liên chưa ạ? Chè sầu và liên Đà Nẵng ạ. Ai ăn rồi thì có thể giơ tay giúp em được không ạ? Trước đây em cũng học công thức làm chè sầu của cô Liên Đà Nẵng. Vâng ạ. Em cũng bán công thức trà sữa của em được 15 đến 20 triệu đồng một bộ công thức. Nhưng mà mỗi tỉnh và mỗi thành phố em chỉ bán được một người thôi, để mọi người không bị cạnh tranh. Thực sự là em phải nói là để chăm chỉ thì em rất là chăm. Và cứ một ngày... cô chú anh chị mình còn nghe được em không ạ? Có nghe rõ, em nói tiếp đi. Dạ vâng, em xin lỗi, mạng của em hình như là đang bị đơ. Thì cứ một ngày trong vòng 4 năm liên tiếp ạ, một ngày em chỉ ngủ được nhiều nhất khoảng 2 tiếng, còn không là 1 tiếng. Nhất là vào thời điểm lúc mà con còn nhỏ ấy ạ, từ 4 tháng đến khi mà bạn ấy 10 tháng, 9 tháng, thì em liên tục là đi làm ngày 8 tiếng về, thì xong bắt đầu em đi chợ xong đến khoảng 7-8 giờ là cho con ăn xong, 8 rưỡi cho con ngủ là mẹ bắt đầu làm, là hầu như là em làm toàn bộ vào ban đêm, rồi chỉ là vì ủng hộ, vì hoàn cảnh gia đình và vì cảm thấy mình nghị lực. Và thực sự là mình cũng có nhiều người quý thì mọi người ủng hộ, nhưng sau đấy thì đồ ăn, đồ uống mình làm vệ sinh sạch sẽ và mọi người lại lan truyền cho nhau. Thế trong vòng 1 đến 2 năm là lượng khách hàng của em tăng rất là nhiều, và thực sự là nó quá sức làm việc của em luôn ạ. Bắt đầu từ cái thời điểm khoảng 2 năm, năm 2017 đến năm 2019 là thời kỳ gọi là đỉnh cao của em luôn, bởi vì là cái số lượng khách hàng em phục vụ em còn không cả phục vụ hết, cứ ai thích thì mua, còn không thích thì thôi, em cũng không quan tâm luôn, bởi vì một ngày nếu mà ra được khoảng tầm 300 ly trà sữa, và hoàn toàn là các mẹ bỉm sữa ấy, mà nghỉ sinh xong rồi kiêng, xong rồi mà quay kiểu thèm quá đến gặp em ấy, thì hầu như là ở trong tỉnh Thái Nguyên là chỉ có ủng hộ mình em thôi. Và lúc đấy em bắt đầu bị chạy theo vòng xoáy của công việc, rất là mệt mỏi luôn ấy. Có những đêm mà khi mà mình làm thì gây ra những cái tiếng động và con khóc, thì chạy vào ôm con rồi dỗ con, rồi cứ nghĩ là dỗ con xong thì mình sẽ ra làm tiếp ấy ạ. Nhiều khi đang đảo bằng tép để cho nhỏ cái bếp lại, và thôi cuối cùng đến lúc mà ngủ quên khoảng 1-2 tiếng sau dậy thì cháy đen thui hết luôn. Em không biết là hỏng mất bao nhiêu cái nồi cái chảo luôn. Và cái tình trạng mà địu con ở trên vai, trên lưng mà đảo bằng tép đêm ấy, thì nó quá là bình thường trong cái giai đoạn con còn nhỏ. Cho mẹ xin 5 phút. Rồi tiếp tục nữa là khi mà thời điểm mà con em lớn lên hơn rồi thì 10 phút nhé. Ok. Con em nó lớn hơn rồi thì em bắt đầu là làm nó trơn tru hơn, tuy nhiên là khối lượng công việc càng ngày càng nhiều. Và đỉnh điểm nhất là đến năm 2019. Đầu năm 2019 và cuối năm 2018 thì bắt đầu em xảy ra một cái hiện tượng, đó là có một cái đêm em đang đóng sữa chua túi á, một ngày em đóng khoảng 500 đến 700 đến 1000 cái sữa chua túi cả nhà. Thì tự nhiên em thấy có một cái bóng đen nó vụt qua. Tại vì nhà em là có 2 tầng, em thì ở dưới tầng hầm, còn tầng 1 là tầng con trai em ngủ. Em cũng không hiểu tại sao mình cứ nghĩ là nhà mình có ma. Thế xong rồi bắt đầu là cái điều đấy nó xảy ra khoảng 2 đến 3 lần đêm đấy, là em sợ quá là em cho hết đồ vào tủ lạnh là em đi ngủ luôn. Nhưng mà rất là thấy kỳ lạ, bởi vì là xong trong một tuần liên tiếp như thế ạ,
nó xảy ra không chỉ đêm mà nó có cả ngày nữa, và em rất là hay bị giật mình, kể cả đi đường xe vụt qua cũng giật mình luôn. Thì bắt đầu thần kinh của em đi xuống trầm trọng luôn ạ, và bắt đầu là em cảm thấy liên tục là buồn ngủ mệt mỏi. Cho đến một ngày thì em đang làm việc ở công ty thì tự nhiên gọi là em không biết gì nữa luôn, và lúc em tỉnh dậy thì các chị đã bê lên một cái ghế sofa ở chỗ làm ấy, và từ lúc em tỉnh dậy thế thì chỉ có nôn thôi, và bắt đầu là đi vào viện cấp cứu. Thì đấy là lần đầu tiên là em nằm viện điều trị từ từ chắc là khả năng là từ cấp 1 đến năm đó là năm 2019 ấy, bị tiền đình, rối loạn tiền đình. Nhưng mà tiền đình của em thì rất là nặng ấy chị ạ, bởi vì liên tục ngất, một tuần em phải ngất đến 3 đến 4 ngày, và cứ sức khỏe của em ổn định trở lại thì em lại làm việc, và làm việc thì lại ngất. Bắt đầu là khi mà chưa có sổ ấy, ở bệnh viện thì em thực ra em cũng nghĩ là mình có lẽ là sau này mình sẽ chết vì một cái bệnh ung thư gì đấy. Thế cho nên là em bắt đầu mua bảo hiểm. Số tiền em có thì em mua bảo hiểm, và nhà em có 2 mẹ con thôi, em mua đến 80 triệu tiền bảo hiểm nhân thọ một năm. Bởi vì cái thời điểm đấy là em bị 6 tháng giật giẹo ở các bệnh viện luôn ạ. Và em chỉ nghĩ là nếu mà con mình ai nuôi ấy thì nó sẽ được cái tiền đấy. Thế nhưng trong cái thời gian mà đi điều trị lay lắt các bệnh viện thì nó còn sinh ra rất là nhiều bệnh khác. Đó là em lại còn đại tràng mãn tính. Đại tràng mãn tính của em tự nhiên một hôm em sờ thấy bụng mình nó nổi từng cục lên, gọi luôn cho cái anh taxi quen và đi siêu âm luôn. Siêu âm một chỗ chưa yên tâm, đi thêm 2 3 chỗ nữa và làm các loại xét nghiệm ạ. Thì đến khi mà đi đi vào viện á, soi đại tràng thì họ bảo là mình bị đại tràng mãn, đại tràng co thắt và trĩ nội độ 2. Thì còn thấp khớp thì em lại bị từ bé. Và đến lúc đấy thì xuất hiện có một chị gọi là ngày xưa làm địa chính cùng em, và chị có chia sẻ cái sản phẩm này, và chị gọi là chị có cái sữa này hay lắm, em dùng thử đi biết đâu nó lại cải thiện. Thì nói thật với cả nhà là em không tin, và ngay đầu tiên em từ chối luôn. Em bảo là chị nhìn em này 75 cân, từ bé đến giờ em chưa dùng sữa bao giờ, em nói thật với chị. Cho nên là thôi, bây giờ em đang uống rất nhiều các loại thuốc, em từ chối luôn ạ. Thì có một cái biến cố xảy ra trong gia đình em nữa, là vào cái thời điểm sức khỏe em suy giảm, tài chính cũng đi xuống, bởi vì là không đủ sức khỏe để làm, thì mà sức khỏe mình không đủ thì lại phải thuê thêm 2 người làm nữa, tổng là 5 nhân viên làm, và mình cũng phải truyền lại kinh nghiệm, một số kinh nghiệm cho các bạn, và cảm thấy là nó rất là mệt mỏi với quá nhiều cái công việc và quá sức. Thì bố của em ạ, gia đình em thì bố mẹ em là đi Nga, mẹ em đến bây giờ vẫn ở Nga, và bố em thì có bị viêm phổi và không ở được Nga nữa thì bố em về. Thế nhưng mà bị ung thư vòm họng, và đến khi mà xạ và hóa được ổn định được trong vòng 1 năm rưỡi thì lại di căn gan. Di căn gan thì bố em ở trong Pleiku với ông bà nội. Cái ngày mà em biết là bố em bị di căn gan thì bố cũng đi chạy chữa rất nhiều nơi, ở miền Bắc cũng có một vài tỉnh, và đi cắt thuốc Nam thuốc Bắc ấy ạ. Thì cũng có ra, và một năm thì em cũng vào trong đấy từ 1 đến 2 lần. Nhưng mà khi cái lần cuối cùng đó là bố em sau khi mà một đợt hóa trị, tức là bơm thẳng hóa chất vào gan ấy, thì sức khỏe của ông đi xuống. Lần đầu tiên khi mà em được các cô chú ở trong trong gia đình bố gọi điện, thì cô chú nói là từ từ hôm mà bố bơm hóa chất xong thì sức khỏe đi xuống trầm trọng, và bây giờ là nằm cấp cứu trong viện liên tục. Thì em có vào thăm bố. Cái lần đầu tiên vào như vậy là bố em bơm hóa chất và bị phù, thì nhìn rất là da rẻ rất là căng. Thì tức là chỉ cảm thấy thương bố vì là lúc đấy là bố đau thôi ạ. Thế em có chơi với bố được khoảng 2 đến 3 ngày, sau đấy em ra. Thì 1 tuần sau các cô chú lại gọi vào. Gọi vào thì thực sự là khi mà vào đến cửa ấy thì không không cầm nổi nước mắt, bởi vì là 1 tuần trước đấy thì bố em rất là béo. Nhưng mà sau đấy 1 tuần thôi ạ thì bố em còn đúng một nửa. Đã, tức là nước trong toàn bộ cơ thể bố em là rút xuống, và nhìn bố em rất là gầy, râu thì bạc trắng, mà sau 1 tuần là mình không thể tưởng tượng nổi luôn ạ. Tóc thì cũng cũng rụng tương đối. Cho đến khi mà em lại ở trong đấy với bố và nhìn những cái cơn đau nó hành hạ bố mình ấy, và liên tục là bố em, tức là kêu to thì không kêu to đâu ạ, chỉ có rên thôi từ sáng đến đêm luôn.
Thì ở với bố cho khi bố được ổn định được khoảng một vài ngày sau đấy thì em lại ra Bắc. Và trong vòng một tháng rưỡi đấy á, thì em bay vào với bố là cũng cũng không đếm nổi được bao nhiêu lần. Nhưng mà đến lần lần cuối cùng trước khi mà bố mất đấy, thì em vào và thực sự là không tưởng tượng được đấy là bố của mình luôn ạ. Cái em vẫn rất là nhớ cái hình ảnh ngày hôm đấy, là khi mà em đến cửa của phòng bệnh ấy, thì bố là nằm quay mặt vào tường, và bố em có nằm, thực sự là em chỉ nhìn thấy có da với xương thôi. Khi mà bố mình nằm nghiêng thì toàn bộ cái da nó chảy xuống, và chỉ nhìn thấy xương của bố thôi lồi ra. Và đến lúc đấy là bố em không nhận ra em nữa rồi. À, toàn bộ những người, kể cả là ung thư giai đoạn cuối, những khách hàng của em bây giờ cũng vậy, họ sẽ có cái hiện tượng là bị lẫn về thời gian, sau đó là lẫn về con người, và bố em còn còn nhầm mọi người với nhau ấy. Thế lúc đấy thì chạy vào ôm bố, nhưng mà thực sự là trong vòng một tháng rưỡi mà bố em từ một người mà khoảng 55 tuổi ấy, trở thành một ông cụ khoảng 80 tuổi, và xót xa vô cùng luôn ạ. Thế nhưng mà vì điều kiện công việc cũng chỉ ở với bố được gần một tuần, em lại bay ra, và đến lần cuối cùng thì cô chú cũng thông báo là có lẽ là bố cháu không qua khỏi, thì bây giờ có hai phương án. Một là rút truyền cho bố về nhà, bởi vì đấy là nguyện vọng của bố em. Bởi vì là bệnh viện thì người ta cũng không 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 giữ lâu mà cũng không khả quan nữa rồi. Thì rất là may mắn cho hai chị em nhà em là em và em cậu, thì tối hôm đấy, ngay tối hôm đấy đặt vé thì còn hai vé duy nhất để đi vào Pleiku. Thế khi mà em vào đến nhà ông bà nội thì bố em đang được các cô chú là cho ngậm sâm để kéo dài, và bố em chờ được hai chị em về. Và khi mà vào đến nơi thì bố em không nói được nữa, và chỉ có nấc thôi. Nhìn thấy con về chỉ nấc thôi. Thế sau đấy thì bố em cũng không đi được, cũng không 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 thể nhắm mắt nổi luôn ấy ạ. Và đến đến khi mà em ngồi với bố mà nắm tay bố được khoảng 2 tiếng, thì em có ghé vào tai bố là thầm với bố, thì là bố ơi, bố có thể yên tâm về bọn con, thì con nhất định là sẽ trở thành một người tốt, một người tử tế, và bố cứ yên tâm ra đi. Con hứa với bố là con trở thành người tốt, còn khi nào mà con mệt mỏi quá thì bố về đón con đi bố nhé. Và thực sự là cái câu chuyện này ạ, chỉ có khi mà vào New May thì em mới có thể chia sẻ với cả nhà mình những cái lời mà em nói với bố trước khi bố mất. Nhưng mà đến khi mà em nói xong câu đấy ạ, thì bố em mới mới có thể trút được hơi thở cuối cùng. Và đấy cũng là một trong những lý do mà em cảm nhận sâu sắc về những cái người mà người ta đang có vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là những người bệnh. Và em rất là thương và thông cảm với mọi người. Thì kể từ ngày mà bố mất như vậy á, thì em quyết tâm là thay đổi công việc. Và em bắt đầu quay trở lại chăm sóc và sức khỏe cho mình. Và cũng như là đón nhận một cái cơ hội kinh doanh. Và trước khi đó thì khi mà chị chia sẻ sản phẩm cho em thì em không đón nhận trong vòng nửa năm. Và cái lon đầu tiên em đón nhận là chỉ vì chị đến quá nhiều lần và em cảm thấy rất là phiền. Nhưng mà điều tuyệt vời đó là khi mà sử dụng lon sản phẩm đầu tiên em không ngất nữa cả nhà. Thì em vẫn không đón nhận kinh doanh đâu. Sau nửa năm dùng sản phẩm tốt, cũng rủ rất là nhiều lần, nhưng mà em không đến những cái buổi để gọi là đi tìm hiểu về kinh doanh, bởi vì em không không có nhu cầu. Thì sau khi mà xảy ra rất nhiều những biến cố như vậy á, thì em bắt đầu là nghĩ là mình cần làm được một cái gì đó để trao giá trị cho mọi người. Em thấy sản phẩm này tốt, bắt đầu là em đăng lên mạng, và em có nói với chị là em chỉ đăng lên thôi, còn nếu mà có khách thì chị cứ bán và chị cứ chăm. Cho đến một ngày thì nhờ cái sự kiên trì chia sẻ của chị ấy, rất là kiên trì cả nhà mình ạ, 6 tháng mới đón nhận dùng, và nửa năm sau đấy chị liên tục chia sẻ, thì em có đến một cái buổi GMP. Và cái điều mà điều thứ hai mà làm cho em cảm giác và em phải thay đổi suy nghĩ về kinh doanh này, đó là cái sự thân thiện của môi trường. Và tất cả các anh chị mà em gặp ấy thì vô cùng thân thiện, và họ họ rất là vui vẻ, và trên gương mặt của mọi người em cảm thấy rất là thanh thoát. Thì em bắt đầu nghiêm túc và lắng nghe mọi người chia sẻ cơ hội kinh doanh. Thì rất là may mắn hôm đấy cho em là có thủ lĩnh Trần Ngọc Anh, thủ lĩnh 5 sao Kim Cương,
về thị trường Thái Nguyên và chia sẻ về kinh tứ đồ thì em mới hiểu ra lý do tại sao mà mình càng làm càng ốm, càng làm thì lại càng không có tiền và không có thời gian. Thì em bắt đầu là nghiêm túc và bắt tay vào kinh doanh là ở gần cuối của năm 2019, thì tháng đầu tiên sau khi mà được thủ lĩnh Ngọc Anh chia sẻ thì em có đi chia sẻ lan tỏa liên tục, và 30 lon, thời điểm đấy là 30 lon lên trưởng phòng với sự dìu dắt của thủ lĩnh tuyến trên, người bảo trợ trực tiếp đó là thủ lĩnh Nguyễn Thị Lan ở thị trường gang thép Thái Nguyên và thủ lĩnh Trần Kim Anh. Chị liên tục là người mà cứ khi em tụt nhiệt, em lao ra đường em gặp từ chối, em gặp phá giá, em tụt nhiệt thì các chị lại gọi điện. Có những lúc mà em không gọi điện thì các chị đến tận nhà luôn ạ. Mà chị em cách nhau 50 cây. Và em cảm giác là môi trường này thân thiện như vậy thì em tiếp tục lan tỏa sản phẩm, và đến tháng thứ hai thì em 66 lon và lên giám đốc. Mọi người có hỏi là bí quyết lên giám đốc là gì thì em chỉ chia sẻ là em cứ nhìn thấy người thì em nhìn thấy lon sữa di động, cắm hai cái chân vào và gặp ai em cũng chia sẻ liên tục như vậy. Thì em trở thành một người bán lẻ rất là tốt trong vòng 5 tháng liên tiếp. Không biết đi tìm đội nhóm, chỉ có bán lẻ thôi ạ. Và thực sự là vào đây thì được rất nhiều bài học. Là sau khi bán lẻ xong một thời gian thì lượng khách hàng của em từ hơn 100 bắt đầu là giảm dần từ tháng thứ 5. Em có quay lại tìm người bảo trợ của mình để hỏi. Thì chị mới nói là cái điều này nó sẽ được bật mí khi mà em tham gia các buổi GMP. Bởi vì trước đấy là em làm thêm, em không có thời gian. Ngày em chỉ dành được cho sữa 2 tiếng buổi chiều và 1 tiếng rưỡi buổi trưa, lúc mọi người đi ăn trưa. Thì em có đến những buổi GMP, và điều đặc biệt nhất đó là em phát hiện ra kinh doanh này không phải là kinh doanh bán lẻ như mình bán trà sữa, mà đây là kinh doanh hệ thống, đó là bán ít nhưng mà chăm tốt. Và em tìm ra cái lý do là tại sao khách hàng của mình từ hơn 100 mà giảm xuống còn hơn 20. Đó là vì em không chăm được khách hàng. Họ chuyển hóa mình không chăm được. Họ họ chưa hiểu sản phẩm này tốt được cái gì và họ thấy đắt thì họ bỏ. Rồi có những người cải thiện rồi thì không dùng nữa. Và sau đấy thì đến cuối năm 2019, nhờ sự dìu dắt liên tục của các thủ lĩnh, thì tuyến trên đó là chị Lan, thủ lĩnh 3 sao thị trường Thái Nguyên, chị Vân, chị Kim Anh, và đặc biệt là với sự hoạch định chiến lược của thủ lĩnh Ngọc Anh, rồi em gặp cả thủ lĩnh Hà Duy Anh và toàn bộ các anh chị tuyến bạn nữa, thì em được các anh chị động viên và định hướng rất là nhiều và giúp đỡ rất là nhiều, cho em rất nhiều những cái cách để mình phát triển bản thân lên, để mình xây dựng hệ thống và để mình bảo trợ ra đội nhóm của mình ạ. Thì cho đến nay thì đến tháng 1, mùng 1 tháng 5 năm 2020 thì em quyết tâm là viết đơn xin nghỉ việc. Em sang tên cửa hàng trà sữa, lỗ 150 triệu luôn đấy các anh chị. Và em làm chuyên nghiệp cùng New Mây đến nay là đã được gần 1 năm 1 tháng. Thì em cùng với đoàn đội của em là các anh chị em liên tục là gần như kiểu là mình kết kết bè ấy. Kết bè là mình kéo nhau đi. Và thực sự là ở trong kinh doanh này thì mình được cái gì? Sau hơn 1 năm thì cái điều mà em cảm thấy tâm đắc nhất đó là mình thay đổi được về bản thân. Trước đây thì em cũng cũng làm ở trong công ty lớn á, cũng đi ngoại giao nhiều, nhưng mà em không có sự cảm nhận gì về những người đối diện cả. Em chỉ làm cái việc của mình xong là thôi. Nhưng mà vào đây thì em biết lắng nghe những người đối diện của mình. Em biết giá trị của việc mà mình trao đi những cái mà mình có, mình trao đi những cái mà mọi người mong muốn. Và em nhận được rất nhiều đó là sự quý mến của các cô chú anh chị ở trong New Mây, của toàn bộ khách hàng, của toàn bộ đội nhóm. Và điều đặc biệt là cái sự thay đổi bản thân của em ạ, thì tự nhiên nó làm cho mọi người xung quanh quý mến mình hơn, mọi mối quan hệ được cải thiện hơn. Và đặc biệt là rất nhiều người hỏi em bảo trợ như thế nào thì em chỉ nói là vì mọi người quý em nên mọi người về với em. Thế thực sự là em không có nhiều những cái bí quyết để mà bảo trợ tốt đâu ạ. Chỉ là bởi vì khi mà mình đi gặp một người nào đó, mình cảm thấy gia đình họ, cuộc sống họ hoặc là con cái họ có vấn đề thì em chia sẻ và đồng cảm với họ. Họ hỏi là em làm gì thì em chia sẻ là em làm New Mây. Em làm về sữa non, về dinh dưỡng. Và họ quyết định là tham gia ký thẻ cùng với mình. Rồi bán hàng như thế nào mà tốt như thế thì em chỉ nói là ngoài cái bán sữa ra thì em còn giải quyết rất là nhiều những cái vấn đề cho khách hàng của em. Đó là em trở thành một người bạn của khách hàng. Nhiều khi là em bán sản phẩm nhưng em không chia sẻ về sản phẩm. Và mọi người có hỏi là năng lượng ở đâu mà nhiều như thế ạ? Thì em có chia sẻ là thực sự là về sản phẩm này thì nó quá tuyệt vời, nếu ai dùng rồi mới biết.
còn chưa dùng thì đương nhiên là không thể biết được. Và toàn bộ các anh chị đã thành công ở trong kinh doanh này thì em đều thấy các anh chị 100% là dùng sản phẩm và dùng rất là nghiêm túc. Và em là người dùng rất nghiêm túc trừ mỗi lon đầu tiên. Từ lon thứ hai là em dùng cực kỳ nghiêm túc luôn đấy. Trong hơn 2 năm nay là em chưa có bỏ một ngày nào hết. Và thực sự là vì cái tình yêu sản phẩm và vì cái giá trị mà mình muốn trao đi ạ, thì ngày nào em cũng làm và em làm rất là liên tục. Thì em cảm nhận là mỗi khi mình gặp được một cái người nào mà cải thiện nhờ cái sản phẩm này, mình rất là vui. Mặc dù là dùng của mình hay dùng của ai đó, hoặc là khi mà em chia sẻ cho một người mà họ chưa đón nhận, nhưng sau đấy 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng em thấy họ dùng ạ, kể cả không phải dùng của em luôn, nhưng em rất là vui bởi vì mình cũng là người đầu tiên mà chia sẻ và cho họ thông tin. Và chính vì những cái niềm vui như thế thì em cảm nhận là em định vị mình là một cái người mà sẽ mang đến toàn bộ những cái giá trị về sản phẩm và về cái cơ hội kinh doanh lành mạnh và cơ hội kinh doanh tốt này cho mọi người. Thì em cứ phát tâm chia sẻ và lan tỏa liên tục. Và khi mà em kinh doanh truyền thống á, 1 tháng em kiếm được 30-40 triệu, có những tháng hơn gần 50 triệu. Nhưng mà em thích cái gì mua cái đấy, thích cái gì tiêu cái đấy, và chưa bao giờ để được tiết kiệm ra, trừ mỗi tiền bảo hiểm thôi ạ. Thì vào đây thì em có các cô chú anh chị thủ lĩnh ạ, dạy em cách để tiết kiệm tài chính, dạy em cách chi tiêu như thế nào để hoạch định về tài chính. Và mọi người thực sự là dạy em rất nhiều, đặc biệt là dạy em cách mà để làm người tốt và làm người có giá trị. Thì khi mà em vào đây thì cái điều quan trọng nhất đó là các cô chú anh chị có thể thấy về về cái ngoại hình ạ, là em cảm thấy là mình cần trở nên là một người có sức khỏe, mình cần trở nên là một người hạnh phúc với chính bản thân mình, tức là tự thân mình phải cảm thấy hạnh phúc. Trước đây thì em luôn luôn tiêu cực, luôn nghĩ là tại sao số mình lại khổ như thế, một mẹ một con, và nghĩ là cuộc sống của mình rất là vất vả và chẳng bao giờ quan tâm đến bản thân luôn ạ, cứ lao đầu vào công việc để quên đi mọi thứ thôi. Nhưng mà khi vào New May thì em cảm thấy là mình cần được khỏe mạnh, cần được hạnh phúc. Và khi mà khỏe mạnh, hạnh phúc rồi thì lúc nào em cũng cảm thấy vui vẻ, đi trao giá trị. Và mọi người nhìn thấy em cứ bảo là tại sao mà luôn cười. Thì câu mà em rất yêu thích đó là làm việc mình thích là tự do, còn thích việc mình làm là hạnh phúc. Nếu mà chúng ta có tự do, có hạnh phúc rồi ạ, thì sẽ lan tỏa được tự do, hạnh phúc cho mọi người. Và em rất là vui khi mà các cô chú anh chị có thể nhận được một cái điều gì đó từ cái sự chia sẻ của em. Thực sự là cái câu chuyện của em hôm nay chia sẻ nó cũng hơi dài. Thì em có một số điều cuối cùng muốn nhắn nhủ tới cô chú anh chị trong buổi Zoom ngày hôm nay. Đó là khi chúng ta đã dùng sản phẩm tốt rồi, đón nhận cơ hội kinh doanh rồi, thì chúng ta hãy quyết định là ta muốn trở thành một thủ lĩnh chuyên nghiệp của New May ạ. Thì chúng ta cũng hãy nghiêm túc với nó. Đã quyết tâm rồi ạ, thì hãy nghiêm túc hành động. Và cái bí kíp thành công ở trong New May thì em học được các thủ lĩnh là không có gì lớn lao đâu ạ. Bí kíp thành công chỉ là làm và làm thôi ạ. Tức là nghĩ ít nhưng mà làm nhiều. Sợ cũng do mình, ngại cũng do mình. Rồi toàn bộ những cái điều mà khách hàng từ chối hay là khách hàng phản đối ấy, cũng do các anh chị tự vẽ nên mà thôi. Còn khi chúng ta đi ra ngoài thực chiến và đi ra ngoài thị trường ấy, nó không đáng sợ chúng ta nghĩ đâu. Các anh chị cứ bước chân và đi thôi, và nghĩ ít làm nhiều thì thành công sẽ đến. Và đặc biệt là COVID như thế này ấy, rất 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 nhiều cô chú anh chị của chúng ta cần nâng cao miễn dịch, đặc biệt là những người đang có bệnh nền. Thì cô chú anh chị ấy đang có một sản phẩm tốt trong tay, một cơ hội kinh doanh tốt, hãy lan tỏa sản phẩm và lan tỏa cơ hội kinh doanh cho ngoài kia. 1 tháng hơn 4.000 doanh nghiệp lớn nhỏ tuyên bố phá sản. Thì rất nhiều người cần từ 2-8 triệu để họ thay đổi cuộc sống, để họ đảm bảo cuộc sống cho vợ, cho chồng, cho con họ, cho chính bản thân họ, cho gia đình họ. Nên cô chú anh chị nhà mình chúng ta, kể cả mình không muốn kiếm tiền từ kinh doanh này, nhưng xung quanh cô chú anh chị có rất nhiều người muốn thay đổi cuộc sống ạ. Mình hãy phát tâm lan tỏa và chia sẻ với mọi người. Và nhân ngày hôm nay cũng xin mượn đôi bàn tay của cô chú anh chị ạ, xin gửi lời cảm ơn đến người bảo trợ của em, đó là thủ lĩnh Nguyễn Thị Lan và thủ lĩnh Trần Thị Kim Anh, là người luôn luôn giúp em là thay đổi được nội tâm con người em. Gửi lời cảm ơn tới các thủ lĩnh tuyến trên của em, thủ lĩnh Trần Ngọc Anh, thủ lĩnh Hà Duy Anh và các anh chị tuyến bạn, và đặc biệt là các anh chị ở trong E01G22 hôm nay
và các cô chú anh chị đã có mặt trong Zoom ngày hôm nay ạ, đã lắng nghe câu chuyện và đã chia sẻ và đồng cảm cùng em. Xin chúc cả nhà mình ạ, là có những ngày tháng là chúng ta sẽ làm việc trong sự vui vẻ và hưng phấn. Năng lượng thì tạo ngân lượng, và cái quan trọng nhất là giá trị chúng ta cho đi để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Xin cảm ơn cả nhà mình rất nhiều ạ. Xin mượn đôi bàn tay vàng của tất cả các anh chị, cô bác ngày hôm nay để dành cho em Hương một tràng vỗ tay thật lớn nữa về một cái tấm gương rất là nghị lực của em, được không ạ? Vâng ạ, thưa tất cả các anh chị và các bạn có mặt trong buổi khán phòng Zoom ngày hôm nay, thì cái thời lượng chương trình của chúng ta thì hôm nay cũng rất là đặc biệt, đúng không ạ? Được lắng nghe những cái câu chuyện thực sự rất là xúc động và rất là nghị lực của em Hương, thì em Hương cũng là một cái tấm gương để cho tất cả các anh chị em ngày hôm nay chúng ta cùng nỗ lực, cùng phấn đấu. Đối với công việc New May thì thực sự các anh chị ạ, em An cũng có cái thời gian ngắn để trải nghiệm, nhưng mà thực sự là thấy là gì ạ? New May không phải là cái công việc tốt nhất, nhưng mà ở New May thì giúp các anh chị có thể thực hiện được tất cả ước mơ của các anh chị. Và ngày hôm nay nếu như các anh chị là những người thực sự khao khát, thực sự là muốn thay đổi cuộc sống, muốn tất cả mọi người có một cái sức khỏe tốt hơn, có một cái đời sống tốt hơn, thì chúng ta hãy tìm hiểu và nắm bắt. Thứ nhất là các anh chị nào mà chưa dùng sản phẩm thì chúng ta hãy cho bản thân mình cũng như gia đình mình có cái cơ hội để sử dụng cái sản phẩm tốt, mang lại sức khỏe cho bản thân và gia đình. Và chúng ta hãy tìm hiểu cơ hội nghiêm túc để chúng ta có thể giúp bản thân mình và giúp rất nhiều các anh chị em ngoài kia đang không có công việc làm, đúng không ạ? Rất nhiều các anh chị em đang thất nghiệp, thì chúng ta hãy lan tỏa những cái giá trị đấy cho cộng đồng. Và thời lượng chương trình của chúng ta đến đây thì cũng xin kết thúc. Thì tất cả các anh chị em hãy liên lạc với những người mà giới thiệu mình vào phòng vụ Zoom ngày hôm nay để giúp mình có thể nắm bắt được cơ hội sử dụng sản phẩm cũng như là cơ hội hợp tác kinh doanh cùng với New May. Và chúng ta có công cụ, chúng ta có môi trường, và chúng ta nỗ lực, chúng ta làm kiên trì, chúng ta có đội nhóm thì nhất định các anh chị sẽ thành công ạ. Vâng ạ, buổi chia sẻ kinh doanh ngày hôm nay trên Zoom của chúng ta thì đến đây là kết thúc. Rất là cảm ơn tất cả các anh chị em đã ngồi đến tận bây giờ là 10 giờ 10 phút rồi ạ. Vâng ạ, rất là cảm ơn tất cả các anh chị, và hẹn gặp lại các anh chị vào những chương trình tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.